Xin chào quý vị và các bạn chào mừng quý vị đã đến với kênh tin tức mới và chúc cho quý vị sẽ có những trải nghiệm thật tuyệt vời và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới để cập nhật thông tin mỗi ngày các bạn nhé và bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tin tức showbiz nóng trong ngày Ngọc Trinh bất ngờ chia sẻ ẩn ý có bạn trai mới sau mấy tháng chia tay người yêu Sau hơn 2 năm hẹn hò bí mật cùng bạn trai đại gia, Cuối năm 2019, Ngọc Trinh thông báo cả hai đã đường ai nấy đi và cô chính thức gia nhập hội độc thân vui tính. Hậu chia tay, Ngọc Trinh nhanh chóng cân bằng lại cuộc sống. Nếu hoàng nội y giữ được thần thái sang trọng, nhan sắc từ trẻ khi xuất hiện tại các sự kiện. Cô còn hoàn thiện căn biệt thự triệu đô với không gian bên trong hơn 800m2. Mối quan hệ giữa Ngọc Trinh với tình cũ được cho là vẫn tốt đẹp khi bạn trai cô từng chia sẻ rằng anh bảo em, nếu cảm thấy không ổn hãy nói với anh, anh vẫn ở đây, vẫn yêu và vẫn chờ em. Dù vậy mới đây, Ngọc Trinh bất ngờ chia sẻ bó hoa siêu to được một người mà nữ hoàng nội y gọi là cậu bé dành tặng. Cái gọi này khiến nhiều người nghi ngờ cô có bạn trai mới. Người này ít tuổi hơn Ngọc Trinh. Từ trước đến nay, gu của Ngọc Trinh là những người đàn ông chững chạc đứng tuổi. Liệu sau cuộc tình vừa qua, người đẹp có thay đổi tiêu chuẩn chọn bạn trai của mình hay không? Cuối năm 2019, cô thường xuyên đăng những status khó hiểu, phần lớn là trăn trở trong tình yêu. Chẳng hạn ngày 25 tháng 11, cô viết, Nếu anh đang đi tìm một người sẵn sàng vì anh, làm mọi thứ, thì tin em đi, em không phải con ngu đó đâu. Ngày 21 tháng 11, cô viết, Đôi khi tôi không muốn tiếp tục chờ đợi, nhưng không thể không chờ đợi. Bởi vì một khi biết rằng, bỏ lỡ người khiến mình yêu đến vậy, có lẽ cả lời này sẽ không gặp lại ai nữa. Người theo dõi Ngọc Trinh có phần hoang mang khi trước đó ngày 27 tháng 9, người đẹp vừa khoe được bạn trai chuẩn bị tiệc mừng sinh nhật lần thứ 30. Cô đăng tải ảnh dạng dỡ trong căn phòng bày trí ngập hoa hồng, bong bóng, rượu bánh, trong sắc hồng và tím chủ đạo. Đây là lần thứ hai anh lại chuẩn bị căn phòng đặc biệt này cho em. Em thấy thương anh lắm vì anh luôn dành thời gian rất nhiều chuẩn bị làm cho em những điều em thích. Nhiều khi em tò mò hỏi mà anh cứ nói bí mật, làm em tò mò muốn chết luôn. Cảm ơn anh đến bên em, mang cho em nhiều niềm vui bất ngờ, ngọt ngào và hạnh phúc, luôn chiều chuộng cưng em. Ở bên anh, em cảm giác mình là công chúa nhỏ, thực sự vậy. Anh dỗ dành em từng chút một, cho dù xảy ra chuyện gì, anh luôn là người xin lỗi em trước, em vui lắm. Yêu anh vô vàn, yêu anh nhất trên đời, em yêu anh. Người đẹp chia sẻ. Nhiều dòng trạng thái cho thấy Ngọc Trinh và bạn trai giấu mặt có quan hệ sâu đậm. Không chỉ chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Ngọc Trinh, anh chu đáo chuẩn bị quà mừng sinh nhật bố mẹ bạn gái kèm hai món quà là tấm thiệp viết tay dòng chữ con bà trai vợ trinh chúc sinh nhật bà mẹ vì vậy việc ngọc trinh thông báo chuyện chia tay gây nhiều tiếc nuối những người bạn thân khắc tiệp linh chi chia sẻ cảm xúc với ngọc trinh bản thân nữ người mẫu cũng xác nhận với truyền thông về việc này chiêm ngưỡng cận cảnh biệt thự 50 tỷ của nữ hoàng nội y ngọc trinh không chỉ xe sang và đồ hiệu, Ngọc Trinh còn khiến khán giả mắt tròn mắt dẹt với căn biệt thự đắt đỏ và sang trọng có giá trị lên đến 50 tỷ đồng. Ngọc Trinh là một trong những dân dài nổi tiếng nhất showbiz Việt, không chỉ sở hữu một loạt xe sang như Audi, Mercedes, có giá trị lên đến hơn chục tỷ và bộ sưu tập đồ hiệu không thua kém bất cứ ngôi sao nào. Ngọc Trinh còn khiến khán giả ngỡ ngàng trước biệt thự 50 tỷ của mình. Căn biệt thự này nằm tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh gồm 4 tầng với diện tích hơn 700 m vuông. Xung quanh biệt thự là hệ thống sân vườn cao cấp, bên cạnh là một dòng sông nhỏ mang lại không gian thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Căn biệt thự được thiết kế theo không gian mở với nhiều cửa sổ bằng kính cao cấp tạo một cảm giác thoáng đãng mát mẻ. Bên trong căn nhà được trang trí với nội thất cao cấp vô cùng xa hoa lộng lẫy, đầy đủ các không gian sinh hoạt như phòng khách, phòng ngủ, bếp, bể bơi. Được biết, biệt thự của Ngọc Trinh được mua với giá 1 triệu đô, hơn 23 tỷ đồng. Sau đó, nữ hoàng nội y đã mời kiến trúc sư thiết kế và hoàn thiện nội thất. Cô rất tử mỹ trong khâu hoàn thiện khi yêu cầu từng chi tiết phải được thiết kế một cách kỹ lưỡng nhất. Người đẹp cũng không tiết tiền khi đặt mua toàn đồ nội thất nước ngoài để về bày biện cho căn nhà thêm sang trọng. Tính cả thiết kế lại và lắp đặt nội thất, căn biệt thự có giá trị tổng cộng khoảng 2 triệu đô, khoảng 50 tỷ đồng. Mặc dù chưa có hình ảnh cụ thể bên trong ngôi nhà trị giá 50 tỷ, nhưng Ngọc Trinh cũng khiến dư luận phát sốt khi chia sẻ hình ảnh về căn phòng màu hồng rực rỡ, được trang hoàng cầu kỳ như phòng ốc dành cho công chúa. Theo nhiều nguồn tin, căn nhà này là món quà mà bạn trai đại gia của Ngọc Trinh tặng. Có lẽ điều này cũng không có gì là lạ, bởi trước căn biệt thự 50 tỷ, nữ khoan nội y đã được bạn trai tặng cho những món quà đắt đỏ, từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng. Ngọc Trinh gây sợn sốt khi một mình ăn bữa ăn gần 20 triệu, mỗi món chỉ gấp vài miếng. Mới đây trên kênh youtube của mình, Ngọc Trinh đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô tới nhà hàng riêng để chuẩn bị tiệc đón tiếp các chị em chân dài. Được biết nhà hàng này do Ngọc Trinh và Phượng Channel góp vốn. Ngọc Trinh nói, mới đây đã hết một năm rồi, thường thì cuối năm chúng ta sẽ tham gia những buổi tạm biệt năm cũ, chào đón năm mới. Như vậy hôm nay tôi tới đây để chuẩn bị một bữa tiệc cho riêng tôi và những chân dài đồng nghiệp của tôi. Tôi dẫn mọi người tới nhà hàng này vì đó là của tôi góp vốn cùng với chị Phượng Channel, tôi hoàn toàn tự tin vào chất lượng phục vụ của đồ ăn của quán. Trước khi lên phòng test thử các món ăn để đón chị em chân dài của mình, Ngọc Trinh dẫn khán giả đi thăm một phòng quanh nhà hàng. Qua clip có thể thấy, nhà hàng của Ngọc Trinh được đầu tư vô cùng hoành tráng, tốn kém, với nhiều món đồ đắt tiền, trong không gian rộng, sang chảnh, ước tính chi phí để mở được nhà hàng này phải lên tới vài chục tỷ. Sau khi tham quan một phòng, Ngọc Trinh lên phòng để ăn tối. Kim luôn vị tết thử các món đón khách sắp tới. Dù chỉ có một mình Ngọc Trinh, nhưng nhà hàng vẫn bày biện, đủ tất cả các món như là một bữa tiệc hoàn chỉnh cho các cô thưởng thức. Món đầu tiên Ngọc Trinh thưởng thức là mực chiên nước mắm khá bình dân. Ngọc Trinh chỉ ăn một miếng mực nhỏ, rồi bỏ cả đĩa đi để ăn món tiếp theo là món bò bít tết chấm nước sốt nấm, giá 1,1 triệu đồng. Ở món này Ngọc Trinh cũng chỉ ăn hai miếng rồi bỏ. Tiếp đó Ngọc Trinh thưởng thức món súp vi cá, loại nhất phẩm thượng hạng có giá 2 triệu hai một thú, đắt nhất trong các món vi cá của quán cô nói tôi đã ăn vi cá ở nhiều quán tại sài gòn nhưng vẫn thích quán của mình nhất vì nó nấu chuẩn vị thái và nhà hàng nấu kỹ tàu có vị thuốc bắc tôi không thích tôi khen ngợi hết lời nhưng ngọc trinh cũng chỉ ăn đúng một thìa vi cá rồi bỏ sau vi cá thì ngọc trinh thưởng thức ốc hương sa ba giá 450.000 một phần cô gọi ra một tô ốc đầy ấp nhưng chỉ khiêu đúng một con rồi chuyển sang đọt bí xào tỏi ăn hai miếng nhỏ cho đỡ ngán món đất nhất trên bàn tiệc của Ngọc Trinh là cua huỳnh đế. Cô gọi hẳn hai con cua to, một hấp một số tiêu nhưng chỉ ăn đúng một miếng chân nhỏ của món sốt tiêu, món hấp không đầy đụng đũa. Món cuối cùng Ngọc Trinh ăn là cá chuỗi ngọc nấu triều cua, món này được bê ra một đồi to nhưng mà Ngọc Trinh chỉ múc một miếng đầu cá kèm ít bún vào bát và nhấp môi một miếng. Sau đó Ngọc Trinh chia sẻ thêm, một tuần tôi phải ăn ở đây ba lần, nếu có khách thì tôi còn ăn nhiều hơn nữa. Thông thường mỗi khi đến tôi phải ăn vi cá, Lúc mở nhà hàng này, tôi nói với chị Phượng Channel phải mất 2 tháng để test các món ăn. Ban đầu quán chỉ có 5 món thôi, trở lên 10 món, 20 món, 30 món nhưng chốt lại là 15 món không bị bị nhiều. Điều khiến cho khán giả choáng phán và sửng sốt nhất là cả bàn tiệc này được ước tính lên tới gần 20 triệu đồng, nhưng Ngọc Trinh chỉ ăn mỗi món một hai miếng rồi bỏ. Trong đó có những món Ngọc Trinh không tiết lộ giá vì lên xuống theo thị trường, nhưng ai cũng biết là rất đắt. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video Và nếu thích video hay thì đừng quên like, share và nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới Để có thể đón xem được nhiều video hấp dẫn hơn mỗi ngày các bạn nhé Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại